làm ơn, cho tôi vài ngày thôi, để tôi được ở bên cạnh con gái tôi. Tôi chỉ mới gặp lại nó sau hơn 20 năm nó bị cướp khỏi tay tôi. Làm ơn đi, cho tôi một chút thời gian để được ở bên cạnh Trúc Mai. Tôi xin chị đó. Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Quá thời hạn tôi cho cô rồi. Bây giờ tôi sẽ nói cho Trúc Mai biết sự thật. Đúng là có chuyện gấp ở công ty, em phải đi ngay bây giờ. Anh vào nhà bạn rồi về sau nha. Có chuyện gì vậy? Để anh đưa em đi. Liên quan tới chuyện phát sóng thôi. Anh cứ đi gặp bạn đi rồi về sau. Anh đã hẹn rồi mà. Em đi trước nha. Dạ em nghe nè chị Thư. Đăng Khoa đang chở em về hả? Dạ. Em chỉ cần trả lời câu hỏi của chị thôi. Có phải cô Yên đang hẹn gặp em có chuyện gấp đúng không? Sao chị biết? Cô ta hẹn gặp em ở đâu hả? Mấy giờ? Dạ. Nhanh đi, chị hỏi là cô ta gặp em ở đâu. Dạ cô ấy hẹn em tới bệnh viện. Không cần gặp đâu. Nhưng mà chị đã nói là không cần gặp mà. Thật ra chị ta có chuyện cần gặp chị, chứ không cần gặp em đâu. Vậy nên em không cần phải tới. Chị sẽ tự tới đó gặp chị ta để nói chuyện. Em cứ về nhà đi, chị em mình sẽ nói chuyện sau. Dạ em hiểu rồi ạ. Vậy em sẽ về thẳng nhà luôn. Được rồi, chị sẽ gọi cho em sau nha. Gọi tôi làm gì nữa? Tôi sẽ đến bệnh viện gặp chị để nói chuyện. Chị đừng đụng tới con gái của tôi. Tình mẫu tử của cô trỗi dậy sớm hơn một chút thì hay biết mấy. Nhưng tiếc quá, giờ đã trễ rồi. Alo? Khoan đã, alo? Dạ tôi nghe. Sao cô không tới? Chị Thư nói sẽ gặp cô để nói chuyện. Nên tôi đã nói là tôi chỉ có nói chuyện với cô thôi. Tới văn phòng tôi liền đi. Tôi xin lỗi, nhưng mà tại sao cô cứ nhất định phải gặp tôi chứ? Tôi đã nói rồi mà, liên quan tới chuyện kết hôn của cô và Đăng Khoa. Và cuộc hôn nhân của anh Thư nữa. Muốn biết thì tới đây liền đi. Mời vào. Sao cô lại tới đây? Không phải là MC nổi tiếng đang rất bận sao? Chúng ta cần nói chuyện. Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Nếu cô không dám nói với con Trúc Mai thì tôi sẽ tự nói với nó.
Tôi cũng đã cho cô thời hạn một ngày, nhưng mà cô không nghe điện thoại của tôi. Giờ còn tới đây làm gì nữa? Không phải là tôi muốn trốn chị, chỉ là tôi vẫn chưa thể nói ra. Cho dù tôi không nuôi nó, nhưng nó vẫn là con gái của tôi. Chuyện lần này giống như là lần thứ hai tôi nhẫn tâm bỏ rơi nó. Đó là chuyện của cô. Mẹ con cô tự làm thì tự chịu. Tại sao lại làm tôi và con gái của tôi liên lụy hả? Tất cả là tại cô. Nếu như không phải ngày xưa cô ngu ngốc dùng cái thai để níu kéo chồng tôi, thì tôi đã không tổn thất giống như bây giờ. Cô đã phá nát giấc mơ gần 30 năm nay của tôi. Cô phá hủy tương lai tốt đẹp của con gái tôi, còn làm cho tôi mất niềm tin với lại chồng mình. Cô là kẻ thù không đội trời chung với tôi. Sao tôi lại phải thông cảm cho cô? Thật lòng thì tôi muốn cô và con gái của cô phải biến mất khỏi cuộc đời này không một dấu vết. Tôi muốn cô và đứa con quan của cô sẽ phải chịu nhục nhã trước mọi người. Nhưng cô biết tại sao tôi phải nhẫn nhịn suốt thời gian qua không? Bởi vì nếu như mọi người biết được thì chồng tôi sẽ bị coi là rác rưởi, và tương lai của con gái tôi sẽ bị tì vết. Cho nên tôi phải nhẫn nhịn suốt thời gian qua. Nhưng bao nhiêu đó đủ rồi. Cho dù nó là gì đi nữa thì cũng không bao giờ làm cho tôi có thể nguôi được cơn giận bây giờ đâu. Đi đi, cho khuất mắt tôi. Tôi sẽ nói chuyện với con gái cô. Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi đã biết chị muốn gì. Thật sự tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ làm chuyện đó. Tôi đang cố gắng làm mà. Cố gắng à? Sao tôi không thấy kết quả? Tôi xin chị cho tôi một chút thời gian nữa thôi, được không? Làm ơn đi, cho tôi một chút thời gian nữa thôi mà. Là bao lâu? Sớm muộn gì cũng nói, thì cần thêm thời gian để làm cái gì chứ? Làm ơn cho tôi vài ngày thôi, để tôi được ở bên cạnh con gái tôi. Tôi chỉ mới gặp lại nó sau hơn 20 năm nó bị cướp khỏi tay tôi. Làm ơn đi, cho tôi một chút thời gian để được ở bên cạnh Trúc Mai. Tôi xin chị đó. Chị cũng có con gái mà. Chắc chị cũng hiểu nỗi lòng người mẹ. Tôi đã không làm được gì cho nó. Bây giờ còn vi phá hạnh phúc của nó thì tàn nhẫn với con bé quá. Dù không xứng đáng, nhưng tôi vẫn là mẹ của nó. Tôi xin chị hãy giúp tôi một lần này thôi, để được làm tròn trách nhiệm một người mẹ với Trúc Mai, được không? Bớt diễn đi. Cứ như vậy cô sẽ làm cho người ta hiểu lầm cô là một người mẹ rất là yêu thương con gái đó. Cô tưởng tôi không biết là cô muốn che giấu cái cảm giác tội lỗi và sai lầm ở trong quá khứ hả? Chỉ nổi cái suy nghĩ của cô là sẽ làm tròn trách nhiệm trong vòng một vài ngày với con gái của mình là đủ thấy cô giả tạo đến cỡ nào rồi đó. Cô nghĩ như vậy con Trúc Mai nó sẽ tha thứ cho cô sao? Muốn con gái của cô được yên ổn thì lo mà tìm cách tách nó ra khỏi thằng Đăng Khoa càng sớm càng tốt đi, rồi bù đắp tổn thương tinh thần cho nó. Vậy thì cho tôi 3 ngày thôi. 3 ngày thôi được hay không? Tại sao tôi phải làm như vậy chứ?
tôi quỳ xuống trước mặt chị. Tôi xin chị hãy giúp tôi một lần này thôi, để tôi được làm tròn trách nhiệm một người mẹ. Tôi xin chị, nếu 3 ngày không được thì 2 ngày thôi. À không, 1 ngày. 1 ngày thôi cũng được nữa. Tôi xin chị đó, làm ơn đi. Tôi xin chị mà, 1 ngày thôi cũng được nữa. Em biết không, chị chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ. Tất cả những gì mà chị khao khát bây giờ chị đều có. Chị không còn tủi hổ, cô độc hay tuyệt vọng như trước đây nữa. Thực sự chị rất muốn giữ được hạnh phúc của hiện tại. Một lần nữa, một lần cuối cùng này thôi. Chị có thể phạm lỗi với em không? Tôi chỉ mới gặp lại nó sau hơn 20 năm. Nó bị cướp khỏi tay tôi. Làm ơn đi, cho tôi một chút thời gian để được ở bên cạnh Trúc Mai.